Thưa quý khán giả, thành phố Cần Thơ hiện có 70 ngôi nhà cổ có kiến trúc đẹp được gìn giữ cho đến ngày nay. Một trong số đó thì phải kể đến nhà cổ Bình Thủy, là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Đến đây, mọi người có dịp khám phá nhiều điều thú vị từ những dấu ấn lịch sử theo dòng thời gian còn lưu lại. Từ giường lan đến những bộ bàn ghế cổ, tất cả đều có tuổi nhưng vẫn được gìn giữ nguyên hiện trạng. Cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20 thì lại có một cái công trình kiến trúc được xây dựng và để đời cho đến tận ngày hôm nay. Có thể nói là gia tộc họ Dương họ đã có một cái sự chọn lọc rất là tinh tường trong việc kết hợp giữa hai nền văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây. Ngôi nhà này nó đã được gìn giữ, không bị bom đạn tàn phá, giữ được nét nguyên vẹn cho đến ngày hôm nay và đã được truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chọn địa điểm nhà cổ Bình Thủy để về nguồn vì đây là một trong những các di tích của quận Bình Thủy và cũng là một cái nơi thờ tự của dòng họ Dương mà được biết đến là rất là nhiều năm rồi. Em muốn các bạn đến đây được tham quan, được chiêm ngưỡng các di tích cũng như là cái những cái gì đó thời xưa mà được để lại tới bây giờ. Lần đầu tiên đến thì em cảm nhận là nhà cổ là một trong những di tích lịch sử quan trọng của địa phương. Đến với nhà cổ thì em cảm thấy rất là mát mẻ, có những đặc điểm riêng biệt chỉ có ở nhà cổ họ Dương mới có thôi. Khi mà được tham quan, được hướng dẫn thì em cảm thấy tự hào về cái lịch sử của quận Bình Thủy mình và cũng như là những cái di tích mà mình còn lưu giữ được đến thời điểm hiện tại. Trong thời gian tới thì đối với đoàn phường Trà Nóc, ngoài việc đưa các bạn đoàn viên thì em sẽ hướng tới là mình sẽ tuyên truyền sâu rộng trong các trường học, các bạn là học sinh ở trên địa bàn của phường về những di tích của trên địa bàn của quận Bình Thủy mình, những cái nét đẹp của quê hương Bình Thủy đến với các bạn học sinh, để cũng như là sẽ có những cái đoàn tham quan tiếp theo cho các bạn học sinh được tham quan và đến đây để được tự mắt mình chiêm ngưỡng và được nghe các anh chị nói về những cái di tích. Trong cái hoạt động mà tuyên truyền những cái giá trị di sản văn hóa cho các bạn trẻ hôm nay và mai sau á, nhận thấy là mình đã cố gắng truyền tải những cái kiến thức, những gì mà các bậc tiền nhân đã để lại, đặc biệt là cái ngôi nhà cổ Bình Thủy thì nó là một cái công trình kiến trúc nghệ thuật rất là độc đáo.